Rồi nói chung là mọi mỗi lần á là cho một ít ít vậy thôi chứ không dám cho nhiều, nhiều khi tốn ghê luôn má ơi. Ừ. Ừ. Wow, bốn đồng cái nhà ơi. Trời ơi, hai câu. Trời ơi, chưa cứng mà cho giữ gì đây gia dịch. Nhiều khi phái bắt cười hoài luôn. Biết sao không? Nhiều khi mình đem nhiều quá người ta để ý. Ờ cái câu này còn nhiều tí anh. Hả? Trời ơi. Biết cái ni luôn á, tôi biết cái ni luôn á. Không này mấy chị à. Hôm qua nắm tay là biết cái ni luôn. Năm chỉ ăn cây. Hả? Năm chỉ ăn cây. Này là cái là năm chỉ đó nha em. Đang bên cho sáng. Đang bên cho đẹp. Đang bên cho sáng. Ừ, hai cây thang vô luôn. Ừ, đó. Rồi. Rồi xe lên coi. Ôi. Hồi hôm qua là nắm tay là tôi đã biết là cái ni nó vậy luôn đó. Bên này bên kia nó lộn xộn. Xinh trò quá. Với lại một cái lắc hả? Đây một chiếc lắc nha, cây. Gửi em con gích luôn nha. Gích này gích chúa à. Gính thiệt. Lắc lắc lên rồi. Dạ. Gầm ha. Chiếc này chị Xuyến vô rồi. Sợ đeo chặt đau tay người yêu mình cho nên mình phải đặt. Anh làm gì cũng vậy đó anh. Chị cũng vậy. Sao cũng vậy anh? Ông cũng cầm cầm vậy đó. Rồi bây giờ là anh Vinh đại gia đến nhà của chị Xuyến nha. Đại gia rồi. Rồi chào quý vị khán giả nha. Rồi mình vô đi anh ơi. Gắn mít anh ơi. Đại gia. Rồi. Trai tài gái sắc. Vậy là mình đi cái đường này vô hả? Đi thẳng vô đi anh. Thẳng đường này phải không? Dữ rồi. Chị Xuyến có bị thử thử lắm anh. Đường này phải không? Vô xa không? Chút xíu à. Khoảng 3 cây số à, anh đi bộ nổi không? Rồi gắng đi vô. Thương cho người yêu là mình phải hết mình mới được. Trời ơi, bữa nay đeo vàng dữ gì hả? Đeo vàng. Này cũng chuẩn bị chưa có kỹ lắm, mấy cái kia nặng quá không dám đeo. Đeo ít ít à. Này đại gia dịch là Vinh Nguyễn nha. Vinh Nguyễn. Từ Mỹ Tho Tiền Giang. Từ Mỹ Tho Tiền Giang. Ồ. Cung chỗ đó. Em ơi, anh mới tới em ơi. Mới tới em ơi. Mới tới nha. Rồi mới tới. Rồi chào vị khán giả nha. Rồi mời vị khán giả vô nhà nha. Cho gắn hết rồi. Dạ. Đây là hủ với Nga đó hả em? Dạ hai là hủ mình Nga đó. Với con mình đó anh. À, dạ. Vô mình ngồi ghế đi. Mời dạ, mời anh ngồi ghế đi anh. Rồi. Em ngồi ghế nha. Dạ, ngồi ghế đi anh. Biết anh đến nãy giờ mới sửa sạn đẹp cho anh đến nè. À vậy đó hả? Ít có sửa sạn lắm. Biết anh đến mới sửa sạn. Nãy giờ nhà cửa làm sao anh đại gia? Dạ. Nhà cửa này cũng thôn quê ha. Chắc anh chuyến này anh về phải cắt cái biệt thự bự ở đây mới được. Nãy giờ ông nhà là chắc về rồi. Cái này bữa đó nói là chùm sập vô là ở đây đó hả? Dạ. Nó cũng anh biết làm sao không? Cái này nó là cây đó anh. Nó ngoài tường thành ra nó yếu lắm rồi mình tạm đỡ gì đó. Ông chạy rồi. Này phải cho phải sửa, không sửa vô có 3 lần là rồi luôn đó. Đi nhẹ chứ không dám đi mạnh nữa nè. Ừ. Có lần rồi sập đó nha. Dạ, vô không nhảy bữa một à. Anh bữa nay anh thấy em lạ không? Lạ. Lạ mà bữa không? Lạ. Nhẹ. Yeah. Bữa nay thấy đẹp hơn mà bữa. Đẹp hơn bữa trước nha. Vào ngoài nó kìa. Kỹ đẹp không? Không nhưng mà quyết định là sửa cái nhà này trước đi rồi ha, tính tới chuyện đám cưới đi qua. Chứ kiểu này mà giống như anh em nói không tới 3 bữa đâu. Có sửa cái sàn của bán lại không? Thì mình thương với nhau thì mình thương rồi từ từ cứ gấp gì. Đúng rồi, đúng rồi. Nắm tay này ha. Này không có dám đeo nhiều sợ bây giờ trộm cướp rồi nó ghê lắm. Đeo ít ít mà vài chiếc thôi.
Tại mình có, mình cũng giấu bớt đi, nói mình thấy phô trương quá. Ừ, phô trương, ta nói mình... Cái vàng đó là hôm qua anh tặng chị Xiến đeo suốt luôn ta. Đeo suốt luôn đó. Qua ảnh đưa mà dễ gì, trước sau gì cũng chồng tương lai của mình, đồ cũng chồng mà đeo hoài chứ đâu có được mà... ấy đâu. Đi ngoài gặp anh nhé. Biết ảnh ghé thăm mình nè, thành ra mới đeo nè, chứ cắt trong tủ đó. Anh cũng có coi trên mạng nó nghe, nó chạy ngang, nó cầm, nó giật một cái bụp là mình té luôn đó nghe. Coi đi, ở ra ngoài rồi cắt lại. Có anh đến thì mới đeo, em đi đám cưới rồi tôi này tháng đám giỗ rồi mới đeo. Anh còn không dám đeo nữa. Dạ. Hồi xưa là cái này là để một cái bụp cái là gọi luôn đó. Dạ. Bởi vì mà mình có của mình cũng phải giữ bớt cho. Đúng rồi. Chương quá không được. Chuyện này giữ anh giữ dịch luôn nghe, giữ cho nó kỹ nghe không? Dạ. Người hôm nay mục đích của anh Vinh đến đây là sao? Hôm qua anh nói với em đó. Hôm qua đến đây là sẵn bây giờ mình cho thêm một ít xíu vàng nữa. Để à, giống như là lần gặp gỡ thứ hai thì cũng như là giống như là cho vàng đặt cọc đó. Này cũng tôi không có dám đem. Nói chung là mỗi lần á là cho một ít ít vậy thôi chứ không dám cho nhiều. Nhiều khi bốn đồng cái nhà ơi. Trời hai câu. Trời chưa cứng mà cho giữ gì đây gia dịch. Nhiều khi phải bắt cười hoài luôn. Biết sao không? Nhiều khi mình đem nhiều quá người ta để ý. Ờ cái câu này còn nhiều anh. Hả? Ôi. Biết cái ni luôn á, tôi biết cái ni luôn á. Câu này mấy chỉ anh. Hôm qua nắm tay là biết cái ni luôn. Năm chỉ ăn cây. Hả? Năm chỉ ăn cây. Này là cái là năm chỉ đó nghe em. Đang bên cho sáng. Đang bên cho đẹp. Bên cho sáng. Ở hai cây hai cây vô luôn. Ở đó. Rồi. Rồi xe lên coi. Ôi. Hồi hôm qua là nắm tay là tôi đã biết là cái ni nó vậy luôn đó. Bên này bên kia nó lộn xộn. Xịn sò quá. Với lại một cái lắc hả? Đây một chiếc lắc nha, cây. Giữa nè. Ơi. Em con gích luôn nha. Gích luôn, gích này gích chúa à. Gính thiệt. Lắc nó lại. Xịn ơi. Dạ. Gọng ha. Cái này chị Xiến vô rồi. Sợ đeo chặt đau tay người yêu mình cho nên mình phải đặt. Anh làm gì cũng dữ anh. Chị cũng vậy. Sao cũng vậy anh? Ông cũng cầm cầm vậy đó. Có cho vàng nhiều quá cũng. Hay là ông gặp mình cũng không biết nữa. Thôi. Chắc ông gặp mình cũng không biết. Hồi đó giờ đeo vàng cho vợ là 5-7 năm trước rồi, bây giờ đeo lại chưa có đeo cho ai chứ đeo lại người thứ hai nó rung. Ủa này đâm vô trước mà phải không? Lấy hết đập dịch rồi ha. Chết luôn. Chết tụi. Đi bài dịch rồi. Chết luôn. Mấy ngày con dịch rồi. Chết luôn. Đi bài dịch luôn rồi không còn gì nữa. À, một cái lắc. Ăn nhầm gì với ổng lắc mày nè, em tính mày khác chứ. Bây giờ gì nè, bây giờ ví dụ như có gọng quá, mai em đi lại tiệm đó em ngắt bớt khúc giục bỏ đi. Trời ơi. Rồi. Em giục mà, anh biết em giục đâu không? Còn mấy ngắt khúc đó rồi ấy cho mấy đứa nhỏ uống phê. Em giục vô cho con em. Ừ, cho mấy đứa nhỏ uống phê. Không dắt đi lại tiệm rồi. Đẹp không quá vậy? Đẹp luôn. Dữ quá, dữ quá, dữ quá, dữ quá, dữ quá. Mời ông dắt lại tiệm rồi. Đưa lên, đưa lên lại cho nè. Dữ quá. Hôm nay là vậy là để cho xì tiên chút xíu rồi đó. Mời mấy cơ tháo mà bớt rồi mình chấm hàng lại. Anh cho em hoài mà em không có cho anh gì hết trơn nè. Dạ kiếm cái gì cho đi chứ. Anh cho anh gì? Cho nụ hôn đi chứ bà có gì đâu cho. Anh cho em hoài mà. Thôi đừng có hôn với khán giả người ta cự chết. Khi nào cưới đi ha. Khi nào cưới đi mình làm chuyện đó riêng để bí mật chứ để khán giả người ta coi được, ta thấy đâu, ta cự. Được đâu khán giả dạ. Ta muốn hôn á. Thôi cái đó nó phản cảm lắm không được. Khán giả là vậy là vui rồi. Dạ. Thôi chị yên tư rồi đấy. Chứ hôn mới chụp hết. Chứ hôn chụp lắm. Cái gì mới tin nè. Rồi sao bạn tính chuyện có cách nhà gì cho chị Xiến gì hả? Đó bây giờ trước tiên là làm cái nền trước đi. Ừ. Chứ cái nền này cũng giống như anh em mới nãy nói đó là chắc không tới 3 ngày đâu. Đi đi nhẹ nhẹ chứ Tết năm nay mà nếu mà rước con điện thằng Tài vô múa nhảy thì sợ sập nhà nè. Đúng rồi, nhà cửa thấy nó cũng hơi yếu ha. Tết năm nào cũng có ông điện thằng Đài vô múa chân. Hai người nhảy còn không chịu nổi rồi kêu mua thằng chị.
Sợ mày không dơm, không nhảy, trời sập nhà. Đúng rồi. Anh chở nhà lại cho em đi. Được, đã nói hứa rồi. Chăm đó đủ không? Ta mới lại mà kêu xuống nhà, kỳ quá. Sao đòi thẳng thẳng không vậy, đòi mé mé thôi. Em biết anh là đại gia em mới đòi chứ. Anh không đại gia em đâu đòi chi. Vậy em nói thẳng quá, anh cũng nói thẳng luôn. Chăm ở đủ không? Chăm bữa trước đủ không? Cho thêm vài trăm nữa đi. Bây giờ chị tính cắt cái nhà này sao chị Xuyến, để tính rồi thằng anh đại gia ảnh cắt nhà đang coi rồi. Anh cũng là thầu xây dựng công trình nữa đó, ngang để anh nghiên cứu. Em tính nâng cái nền này lên bằng bằng gạch, bằng bằng gạch chứ không phải mình để cây với dán gì, rồi mình làm một cái phòng cho hai vợ chồng mình. Đúng rồi. Còn hai đứa kia bỏ hay là làm luôn? Hai đứa kia hả? Hai đứa kia cũng làm cho con mình cái phòng. Đó là riêng phòng mình bên đây. Bây giờ tính cái nhà này mình làm bao nhiêu phòng nè, rồi lên mấy lầu? Lên thì ví dụ như lên một lá thôi. Một lá thôi. Một lá mà hai phòng đi. Dạ. Ở trên hai phòng dưới hai phòng. Cũng được đó. Dạ. Rồi lâm bông nền nghe, còn bên gãy mình chưa tính đó. Bừng như vú sữa đồ, bằng thờ cúng nó xuống này, bạn trai ăn chạy. Dạ. Để em lấy vú sữa. Tới không? Lấy tới không? Sữa với chuối nha. Để bà lấy thôi.